Chào các bạn đã đến với kênh Thiên Nhiên Cảnh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về cây rau má, về tác dụng và tác hại của cây rau má. Rau má không chỉ là một loại rau thông dụng có thể ăn hàng ngày mà còn là một vị thuốc chữa bệnh và làm đẹp rất tốt. Bạn có thể chế biến với nhiều cách như ăn rau sống hoặc nấu canh, luộc hay giã nhuyễn vắt lấy nước uống đều rất tốt cho cơ thể, đặc biệt để tránh những nguy hại cho sức khỏe trong mùa nắng. Lựa chọn các loại nước ép rau má giúp giải nhiệt mùa hè và phòng bệnh sẽ là một biện pháp hữu hiệu. Tuy nhiên, nếu lạm dụng rau má thì sẽ gây ra một vài rắc rối cho cơ thể. Rau má còn có tên là tích tiết thảo. Loại thực vật này mọc lan trên mặt đất, có lá trông giống như những đồng tiền tròn được xếp nối tiếp nhau nên còn gọi là liên tiền thảo. Rau má là loại rau dại ăn được, thường mọc ở những nơi ẩm ướt như thung lũng, bờ mương thuộc những vùng nhiệt đới như Việt Nam, Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Pakistan, v.v. Cây rau má có thân nhẵn, mọc lan trên mặt đất, có rễ ở các mấu. Lá có cuống dài mọc ra từ gốc hoặc từ các mấu, lá hơi tròn, có mép khía tai bèo, phiến lá có gân dạng lưới hình chân vịt, hoa mọc ở kẽ lá, cánh hoa màu đỏ hoặc tía. Rau má không chỉ là một loại rau thông dụng có thể ăn hàng ngày, mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều chứng bệnh như mụn nhọt, hạ sốt, làm đẹp, tăng cường sức khỏe, giải độc, táo bón, tim mạch. Đặc trưng của rau má có vị đắng, tính mát, có tác dụng giải nhiệt, giải độc, chữa mụn nhọt, sốt, sởi, vàng da, v.v. Chúng còn được dùng để hạ huyết áp, cải thiện trí nhớ và tăng tuổi thọ, giúp máu lưu thông tốt hơn, nhất là ở tĩnh mạch và mao mạch. Có tác dụng lợi tiểu nhẹ, đồng thời khi bị viêm tấy hoặc bỏng, đắp rau má giải nhiễn lên da cũng có thể giảm nhẹ sưng tấy và làm mát vết thương. Ngoài ra, loại rau này còn có tác dụng chống loét dạ dày, kháng virus, kháng nấm. Rau má cũng là một loại dược thảo có tính bổ dưỡng rất cao, có nhiều khoáng chất, những chất chống oxy hóa có thể dùng để dưỡng âm, cải thiện trí nhớ, làm chậm sự lão hóa, cải thiện duy tinh quan và chữa nhiều chứng bệnh về da. Cách dùng rất đơn giản. Có thể ăn rau má sống hoặc nấu canh, luộc hay giã nhuyễn vắt lấy nước uống. Tác dụng và một số cách dùng rau má. Thứ nhất là hạ sốt cho trẻ nhỏ. Khi trẻ nhỏ bị sốt, có thể dùng rau má rửa sạch, giò nát, đổ xăm sắp nước, đun sôi nhỏ lửa khoảng 15 phút rồi chắc ra cốc lớn, cứ khoảng 1 tiếng cho trẻ uống vài thìa, trẻ sẽ giảm sốt. Thứ hai là giúp tăng trí nhớ. Lá rau má sấy khô tán bột, uống chung với sữa mỗi ngày 3-5 gram, sẽ có tác dụng tốt cho những người mắc bệnh suy giảm trí nhớ và thị lực. Thứ ba là tốt cho bệnh tim mạch. Rau má có thể giúp giảm sưng và cải thiện lưu thông trong cơ thể, nhất là với các bệnh liên quan đến tĩnh mạch như giãn tĩnh mạch và suy tĩnh mạch. Đối với những người thừa cân béo phì, xơ vữa động mạch, nếu ăn rau má lâu dài sẽ có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong máu và do đó làm cho các mạch máu mềm mại trở lại, hạn chế được những tai biến do xơ vữa động mạch gây ra. Tác dụng thứ tư là làm đẹp da. Rau má không chỉ mát bổ, lại làm đẹp rất hiệu quả. Đặc biệt đối với phái đẹp, rau má có những tác dụng thần kỳ đối với làn da của họ. Nước rau má có tác dụng dưỡng ẩm cho da, làm chậm sự lão hóa, cải thiện tinh quang và cải thiện trí nhớ. Hoạt chất trong rau má tác động lên một số tế bào biểu bì, kích thích sự sừng hóa và tác dụng đến sự phân chia tế bào, làm lành nhanh vết thương ngoài da, làm mát da, trị mụn và sẹo trên da. Ngoài ra, những chất chống oxy hóa
khoáng chất trong rau má có thể làm chậm sự lão hóa làn da, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da, làm cho da căng đầy sức sống và bề mặt da săn chắc hơn, cải thiện di tuần hoàn và chữa những chứng bệnh ngoài da thường gặp. Tác dụng thứ năm là làm lành vết thương. Trong rau má có chứa chất có công dụng tăng tốc độ chữa lành vết thương, tăng cường chất chống oxy hóa tại vị trí vết thương, tăng cường da và tăng cung cấp máu cho khu vực bị thương. Tác dụng thứ sáu là giảm stress, giảm lo âu. Tetrabenoic trong rau má cũng có thể làm giảm sự lo lắng và tăng cường chức năng tâm thần trong một số cá nhân. Ngoài ra, trong dân gian, các thầy lang đã dùng rau má để điều trị cho các bệnh như bệnh dậy nến, eczema, nhiễm trùng hô hấp, viêm loét, cảm lạnh, viêm gan, động kinh, mệt mỏi, sốt, hen suyễn và bệnh giang mai, vân vân. Đồng thời, rau má còn có tác dụng trong việc điều trị chứng mất ngủ, sơ cứng bì, ung thư, rối loạn tuần hoàn, tăng huyết áp, mất trí nhớ, liền sẹo. Rau má vốn được coi là thực phẩm lành tính nên được sử dụng trong việc chế biến thức ăn và nước uống giải khát rất phổ biến. Hơn nữa, loại rau này chưa được trồng phổ biến, vẫn còn là rau mộc hoang nên nhiều người cho rằng chúng rất an toàn khi sử dụng. Rau má tuy là thực phẩm lành tính nhưng cũng có dược tính cao, vì thế không thể lạm dụng khi sử dụng sẽ dẫn đến những hậu quả xấu cho sức khỏe. Sau đây là một số tác hại của rau má. Thứ nhất là ảnh hưởng đến tiêu hóa. Rau má có tính hàn, có công dụng giải nhiệt mùa hè rất tốt, nhưng đồng thời sử dụng quá nhiều cũng dễ gây ra đầy bụng và tiêu chảy. Đặc biệt với người có thân nhiệt thấp và hay lạnh bụng thì càng dễ tiêu chảy. Do đó, khi sử dụng rau má, bạn nên ăn thêm một lát gừng để làm ấm bụng và trung hòa tính hàn của rau má. Rau má thường được uống sống nên quá trình chế biến nếu không đảm bảo vệ sinh cũng có thể gây rối loạn tiêu hóa cho người dùng. Tác hại không mong muốn thứ hai là giảm khả năng mang thai và tăng nguy cơ sảy thai. Phụ nữ nếu dùng rau má lâu ngày có thể làm giảm khả năng mang thai. Loại rau này cũng gây nguy cơ sảy thai nếu sử dụng trong thai kỳ. Vì thế, phụ nữ đang mang thai trong thời kỳ sinh nở và phụ nữ có thai không nên sử dụng nhiều rau má. Tác hại thứ ba là làm tăng cholesterol và lượng đường trong máu. Nhiều người cho rằng rau má giúp giải nhiệt tốt trong mùa hè nên ngày nào cũng ăn loại rau này với số lượng nhiều, hoặc ép lấy nước uống, nhưng việc dùng quá nhiều rau má như vậy sẽ làm tăng lượng đường trong máu. Điều này rất nguy hiểm bởi nó khiến lượng cholesterol cũng tăng, dẫn đến nhiều căn bệnh khác. Đặc biệt, người bị tiểu đường càng không nên ăn nhiều rau má. Tác hại thứ tư là triệu chứng nhức đầu. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng việc uống lạm dụng nước rau má quá nhiều để giải nhiệt có thể khiến bạn bị nhức đầu, thậm chí mất ý thức thoáng qua. Vì vậy, bạn không nên sử dụng quá nhiều rau má. Tác hại thứ năm là làm giảm tác dụng của thuốc. Rau má có thể tương tác với các thuốc gây buồn ngủ và thuốc chống co giật, thuốc mất ngủ và các thuốc chống trầm cảm. Nó cũng có thể làm giảm hiệu quả của insulin và thuốc tiểu đường uống khác, cũng như các thuốc hạ cholesterol. Sau đây là một số lời khuyên và cách dùng rau má đúng cách. Rau má không chỉ đơn thuần là loại rau ăn mà nó còn là một loại thảo dược. Do đó, khi sử dụng cần thận trọng như một loại thuốc. Sau đây là một số cách dùng rau má đúng cách. Thứ nhất, một người trung bình mỗi ngày có thể dùng 40g rau má, nhưng không được dùng quá một tháng. Sau mỗi đợt dùng cần nghỉ ít nhất nửa tháng mới nên tiếp tục dùng cho đợt tiếp theo. Phụ nữ mang thai, người đang mắc bệnh tiểu đường, bệnh gan, tiền sử bệnh, tổn thương da, ung thư hoặc người đang sử dụng một số loại thuốc thì không nên dùng rau má để tránh những tác dụng phụ không mong muốn. Rau má thường được ăn sống
hoặc ép trực tiếp lấy nước. Do đó, khi sử dụng cần rửa thật sạch với nước để phòng tránh nguy cơ nhiễm khuẩn. Trên đây là thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc.